Nguyễn Hoàng Trung, 29 tuổi, biệt danh là Chun Hát, chủ tiệm xăm hình nghệ thuật, người mẫu ảnh. Đinh Đông, 25 tuổi, quản lý phòng tranh, kiến trúc sư. Nguyễn Thiện Long, 23 tuổi, hiện đang là bác sĩ thú y. Hoàng Quân Đạt, 23 tuổi, nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Thúy Nguyễn, nghệ danh là Kaka, 22 tuổi, ca sĩ kiêm diễn viên. Nguyễn Thị Thúy Hằng, 21 tuổi, sinh viên marketing. Đinh Thị Phương Trâm, 21 tuổi, chuyên viên tư vấn thẩm mỹ. Nguyễn Bích Du, 22 tuổi, người mẫu ảnh. Đạt đã có một buổi nói chuyện với Nhu. Qua đó, Nhu đã nhận ra được ai là cặp đôi bí ẩn. Trâm đã thổ lộ chuyện tình buồn mà cô giấu bao lâu nay cho Đông nghe. Ngay sau đó, Trâm cũng đã có cuộc nói chuyện với Long. Qua đó, Long đã lấy lại được thiện cảm với Trâm. Chuyện tình Đông và Trâm ngỡ sắp thành thì Long bất ngờ quay lại với động thái hết sức tinh tế, khiến Trâm bối rối. Trung với Nhu thì lại êm đềm, chỉ còn chờ giây phút cuối cùng. Sau khi nghe Nhu kể về cuộc hẹn với Đạt, Ca đã không còn giận nữa. Câu chuyện tình yêu của Ngôi Nhà Chung mùa 13 sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn đón xem! Buổi chiều cuối cùng đã đến, sau bao nhiêu chuẩn bị, các chàng trai đều đã sẵn sàng. Lần đầu tiên trong ngôi nhà chung, cả bốn chàng trai đều cầm hoa, nghĩa là cả bốn chàng trai đều sẽ tỏ tình. Giây phút quyết định đã đến, ai sẽ là người đầu tiên bước lên nói câu tỏ tình? Mời chăm. Ok. Hít thở sâu vào. Ok. Đây là những lời thật lòng nhất từ trước tới nay. Không biết mở màn sao nhỉ? Nhưng mà chắc anh nên hát một bài đi. Đó anh giờ ít hát lắm, nhưng mà anh hát cho em. Hay dở gì em quyết định nhé. Lần đầu ngu ngơ nhìn em qua hình anh bé nhỏ, làm nỗi lòng anh xôn xao, lòng anh nôn nao muốn được thấy em. Được chỉ đôi mình trước nay, dẫu ra sao mình có hay, tình cờ gặp nhau ta sẽ thành đôi. Đừng ngại chi em cho anh thêm hạn võ lý do, đừng hỏi ngày mai ra sao, ngày mai hôm nào thêm anh thêm ngàn lý do. Tình anh thôi tình chúng ta, dẫu ra sao mình có đôi, chỉ cần em cho anh một lần thôi, cơ hội. Ok, đây là món quà đầu tiên anh muốn gửi em. Anh muốn nộp đơn ứng tuyển. Hồ sơ ứng tuyển của anh gồm hồ sơ ứng tuyển người yêu, anh tên Đinh Đông, biệt danh là thợ xây thiên đường. Địa chỉ thì tại team người nhận là em. Hồ sơ gồm có một trái tim nồng cháy, hồ sơ ứng tuyển người yêu, một bờ vai vững chãi, một niềm tin bất diệt, một tâm hồn trong sáng, một đôi bàn tay ấm áp, một đôi mắt luôn hướng về em, và cuối cùng một số 7, một đời thương em. Thì bông hướng dương này có ý nghĩa là luôn hướng về ánh sáng, là luôn hướng về em. Em là ánh sáng của đời anh. Và món quà cuối cùng, món quà mà anh quý nhất, cái nón này là nón của nón cặp. Anh ít khi đem nón này ra lắm, nó còn mới tinh nè, rất ít đội. Và anh muốn tặng em người anh quý nhất, màu đen. Ok, thích được không?
Bọn nó thêm một quà cuối nữa mà nãy anh dùng hành động nó cho em chưa rõ. Giờ anh dùng hành động nó một lần nữa nhé. Okay. Và lần đầu tiên trong ngôi nhà chung, một cô gái nhận được đến hai lời tỏ tình cùng một lúc. Cảm ơn những ngày tháng qua đã cho anh cái cảm xúc mà anh đã từng mong đợi. Cảm ơn em về điều đó. Hôm nay anh sẽ cho em thấy một cái mặt khác của con người anh. Không phải là một thằng ngổ ngáo hay là một thằng hay cười nhiều nữa. Là một người con trai nghiêm túc. Thì anh hy vọng là em sẽ cảm nhận được cái mặt khác của người anh. Đây là một con mèo. Thì nó tượng trưng cho cái tuổi của em này. Rồi nó không hẳn là mèo nữa mà là con ong. Em cũng biết lý do tại sao mà anh đã tìm nó rất là khổ. Nói chung là chắc các bạn là hai đứa mình đều biết là đã bị gì với con ong này. Ok. Thì anh hy vọng là mỗi đêm mà em ngủ á, em sẽ nhìn thấy nó và em nhớ về anh. Thì anh hy vọng là sau lúc này thì quyết định của em thì như thế nào, nó tôn trọng quyết định đó của em. Em không biết là em có thể đủ tay có thể nhận được nó không, nhưng mà anh hy vọng là em có thể giữ được cái bông hoa này. Ok, cảm ơn. Và em có muốn giữ nó luôn không? Em đủ tay mà đúng không? Ok, rồi. Ngoài ra anh có một lời nữa. Anh hy vọng là chúng mình sẽ cùng nhau đi nhà thờ này. Cùng nhau cầu nguyện này. Cùng nhau đi đến những cung đường mà có những cái cảnh mà đẹp chỉ có hai đứa. Anh vẫn luôn là nhánh trầm hương trong đời anh. Hôm nay hơi khó xử ha. Trâm sẽ có 10 giây để suy nghĩ, để trả lời, để đồng ý lời tỏ tình của chàng trai nào. Đây hẳn sẽ là một quyết định khó khăn đối với Trâm, vì với từng chàng trai, Trâm đều có những kỷ niệm khó quên. Hít thở sâu vào. Ok. Em gửi lời tới anh Long trước. Cái người thật sự ban đầu để cho em nhiều ấn tượng nhất là anh. Từ cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cảm xúc nó không thay đổi. Em vẫn luôn dành cái sự ấn tượng đó cho anh hơn ba người còn lại trong nhà chung. Em có nói với anh á là em không cần biết là cái kế hoạch của anh như thế nào. Em hiểu những gì anh đang làm và nó tốt cho bản thân anh. Em chỉ cần nó tốt bản thân anh thôi là đủ. Nhưng mà thật ra cái khoảng thời gian đó, từ ngày thứ ba đến ngày hiện tại ngày hôm nay, cảm xúc của em bắt đầu nó chuyển hướng nhiều hơn. Em bắt đầu cảm nhận từ người khác nhiều hơn. Em hiểu lúc nãy em cũng trân trọng cái cảm xúc mà anh dành cho em. Từ cái tiếp thoa ông đốt hồi sáng ngày hôm nay, hồi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà em cảm nhận được anh là một người rất quan tâm em. Nếu mà hỏi em là một người mà em cảm thấy là em chắc chắn, có nghĩa là người đó thật sự quan tâm em một cách chân thành nhất á, thì chắc là anh. Lần này thì em em sẽ nuông chiều cái cảm xúc của em hơn. Em sẽ bớt lý trí lại. Cảm ơn anh. Ok, mời anh Đông. Ok, em lắng nghe. Thật ra nha, đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa chắc chắn là anh dành tình cảm cho em nhiều bằng anh Long. Đúng.
em cảm nhận cái sự quan tâm hay là cái lời nói hoặc là cái cử chỉ thì nó xuất phát nhiều quá thì từ anh Long nhiều hơn. Và cũng có nhiều khi em cũng hơi ái ngại một chút xíu. Em thật sự em không biết là anh đang nghĩ như thế nào và anh đang cảm nhận như thế nào về em. Anh có nói thêm một câu, một điều chắc chắn trên cái cuộc đời này, đó là mọi thứ không có gì là chắc chắn hết. Và đến thời điểm hiện tại em cũng còn cảm giác như vậy. Đúng. Nhưng mà em vừa nói rồi á, em sẽ hơi mạo hiểm trong chuyện này một chút xíu. Em sẽ để cảm xúc của mình nó giải quyết và nó quyết định. Tại vì em cảm nhận anh nhiều hơn. Em đồng ý với cái lời nói của anh ngày hôm nay, cái sự quyết định của anh ngày hôm nay. Không còn chỗ để cho em nữa đâu. Giờ anh xếp phòng. Xếp phòng của Long. Và chàng trai tiếp theo bước lên tỏ tình sẽ là... Anh đây, Nhu. Cái gì từ thôi ạ? Lanh quắc em là sao? Sao lại? Xin con. Này cho em. Cảm ơn anh. Đối với anh em là một người con gái rất là xinh xắn, cũng rất là bí ẩn. Nhưng mà thực ra từ ban đầu thì anh không có ấn tượng nhiều về em vì em rất là ít nói và dựng một bức tường với tất cả mọi người. Nhưng mà sau đó thì anh cảm nhận được nhiều về em hơn. Và những cái lần mà mình nói chuyện và chia sẻ với nhau hay đi cùng nhau thì anh cảm giác rất là vui. Anh có một cảm giác đặc biệt với em. Trong cuộc sống thì có rất nhiều khoảnh khắc và những khoảnh khắc khác nhau sẽ đưa mình đến những cái điều gì đó. Và anh nghĩ ngay bây giờ, ngay tại đây là một cái giây phút như vậy. Anh hy vọng là khoảnh khắc này sẽ... giúp mình có được một điều gì đó mới mẻ và cực kỳ tốt đẹp. Nếu em có một chút rung động với anh thì anh hy vọng là mình sẽ có thời gian tìm hiểu nhau và anh sẽ không nói gì nhiều về tương lai, tại vì tương lai là một dấu hỏi thôi. Còn anh sẽ trân trọng cái hiện tại và anh sẽ muốn tìm hiểu em. Còn đây là món quà anh chuẩn bị cho em. Đây là cái chai nước hoa và anh muốn em dùng nó hàng ngày và mỗi khi dùng thì em sẽ nhớ tới anh. Này, trong này thì có một lời nhắn rất là ngắn của anh dành cho em, nhưng mà khi em đọc nó thì em sẽ biết điều anh muốn làm với em là gì. Nhu dễ thương hết sức. Khi thấy em, anh đã nghĩ về một chuyện tình đẹp dù nó còn chưa xảy ra. Anh chỉ viết ngắn gọn như vậy thôi à. Cảm ơn anh nha. Một cô gái xinh đẹp nhưng lại ít nói và khó tiếp xúc như Nhu, có lẽ cũng bởi những câu chuyện quá khứ vẫn còn ám ảnh. Anh có tin vào tình yêu xa không? Em nghĩ sao? Mình có nhiều cái hoài nghi khi mà yêu xa lắm. Cho nên em nghĩ là yêu xa sẽ không được bền. Người ta nói xa mặt cách lòng. Đúng rồi. Đó. Rất ít người có thể chịu được mà khi yêu xa. Ví dụ như tuần muốn đi đi xem phim hay đi ăn uống này kia. Đúng rồi. Tự nhiên mình đi trên đường mình thấy người ta chở nhau đi ăn, đi uống, nói chuyện, đi xem phim thì mình cũng phải có suy nghĩ về cái người đó chứ. Nhưng mà mình với người đó lại không thực hiện được. Trong khoảng thời gian vừa qua thì chỉ mới có 7 ngày mình tiếp xúc với nhau thôi.
khi mà em còn ngại và rụt rè với mọi người thì em bắt được nhịp từ anh cũng khá là nhiều. Anh cởi mở, anh nói chuyện, anh cũng chia sẻ với em nhiều câu chuyện. Thì hôm nay em cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Em chỉ nghĩ là tại vì lúc trước mình khắt khe với bản thân quá, cho nên đã quá lâu mình chưa có được tình cảm của một người nào đó. Thì ngày hôm nay em cảm nhận được sự gần gũi, cảm nhận được một chút gì đó gọi là cảm mến, có tình cảm một chút với anh. Cho nên là em đồng ý. Cảm ơn em. Cho anh cơ hội để sau này hai đứa kết thúc chương trình này sẽ có cơ hội gặp nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn để hiểu nhau. Chỉ còn lại một chàng trai chưa nói lên lời tỏ tình. Người mà mình sắp mời ra đây thực chất là một người con gái rất là tuyệt vời, đặc biệt là rất là quan trọng, rất quan trọng đối với mình. Mời cả. Anh gửi em món này. Đây, món quà anh mua tặng. Cái gì vậy? Tặng. Ca thật sự là một cô gái rất là quan trọng đối với mình. Sao? Thật sự em không phải là người biết ước mà sao không biết sao? Tại em lời với anh đó. Thì khi mà nhận lời tham gia chương trình này thì mình cũng rất là lo lắng. Hai đứa đều rất là tin tưởng vào nhau. Rất tin tưởng em. Em cũng tin tưởng anh. Em không biết làm cách nào để cho mà ca có thể là mình có thể cùng ca ẩn thân ở trong chương trình này. Xin lỗi. Nhưng mà khi em nói vậy chắc mọi người cũng biết à. Em muốn làm cho ca có thể hãnh diện hơn. Để em. Em luôn tôn trọng cảm xúc của ca bằng cách là mọi người nói em sao ha, em muốn làm một hành động gì với ai em đều nhìn ánh mắt của ca. Có thể cái lúc đó ca không thấy. Em thấy mà. Con em một cái lắm nha. Giữ luôn hai tay lên.
Nói chung là em rất là thương Ca. Nhưng mà Ca còn rất là lo lắng về em. Tại vì cái sự quan tâm của em á, với cái sự chứ một người đàn ông, một người con gái thì lúc nào cũng cần một người đàn ông để mình có thể bảo vệ, quan tâm người đó. Nhưng mà trước giờ thì em hỏi dữ là cũng không được. Thì anh nghĩ là bây giờ em nên đừng có lo lắng về anh nữa. Vì tại ngay lúc này, tại thời điểm này, thì lời này cũng như lần cuối cùng anh nói về em. Cái chuyện quan tâm về cái thứ bảo vệ, anh sẽ luôn quan tâm em, luôn bảo vệ em, để cảm xúc của em không so sánh, không đối xử hay là quan tâm em giống như là bạn bè. Vì khi mà ở trong một cái bàn á, anh thường có bạn bè thì lúc nào anh cũng là chia sẻ cái quan tâm đó đều với mỗi người, mà thậm chí trong đó có em. Thì anh thấy cái vấn đề đó rồi. Thực sự anh đã sai. Trước đây anh đã có những cái suy nghĩ sai lệch. Bây giờ anh muốn mình sửa sai. Anh sai rồi. Anh nữa, anh nhớ không? Bây giờ anh tính như thế nào? Anh sẽ cố gắng. Anh chỉ cố gắng hả? Anh không thể tỏ tình em lại ngay lúc này được hả? Cái lúc mà mình quay đúng. Cái lúc mà mình quay đúng. Anh biết là, nhưng mà em để anh nói nha. Ê, em tưởng dứt là xong luôn á anh. Mấy hồn á. Trời sắc đáng. Những cái điều anh sắp nói đây là anh sẽ tỏ tình em lại ngay lúc này á. Em chỉ chờ một câu này thôi, chờ nãy giờ câu này thôi. Cố lên, cố lên. Mạnh mẽ lên anh. Mọi người ủng hộ anh mà. Anh hứa. Lần hứa này cũng là lần hứa cuối cùng mà anh hứa với em. Đến từ hồi, ngay tại thời điểm này, trước mặt mọi người. Khi mà trái tim mình còn đập, anh sẽ luôn để em trong tim anh. Khi mà tay chân anh còn sức khỏe, anh sẽ bảo vệ em, lo lắng cho em. Khi mà mắt anh còn thấy được, anh sẽ luôn để ý tới em, để ước tương tự cảm xúc của em, không để cho em thấy thiệt thòi nữa. Anh yêu em. Có thể á, tại sao chương trình này anh với em thất bại thiệt, nhưng anh chấp nhận thất bại. Sao anh lại chấp nhận thất bại? Nếu mà anh thất bại có thể giữ được em, giữ được người quan trọng nhất trong cuộc đời anh sẽ thất bại. Anh sẽ thất bại nữa. Anh không muốn thành công thì anh đừng thì mà anh mất em. Một đứa con nít vậy á, nhè trước mặt em vậy. Ủa, anh sợ là không bao có thể. Bao nhiêu người đây mà anh cứ khóc ngoài vậy? Tính đi. Thôi vui rồi, vui rồi. Cười như thế nào? Cười ý rồi. Chúc mừng hai người nha. Cười ý rồi nè. Cười lên. Sao cười đơ vậy?
Thực ra là em đang bị xúc động nhiều hơn những cái mà anh Đạt chia sẻ với chị cả. Nói chung là em, sau khi mà chia sẻ thì em thật sự rất là hâm mộ, ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Mặc dù là em chỉ là người đứng ngoài thôi, nhưng mà em rất là ngưỡng mộ những cái mà chị cả đã làm cho anh Đạt. Chị cả đỡ bên anh Đạt từ lúc mà anh Đạt không có cái gì cả cho đến bây giờ. Mọi thứ vẫn như vậy. Mặc dù là anh Đạt có làm gì chị cả buồn như thế này đi chăng nữa, thì chị cả vẫn về phòng vẫn chia sẻ với em là dù mọi thứ như thế nào đi chăng nữa thì chị cả vẫn luôn yêu cái người đó. Và chị hy sinh vì người đó thì em rất là trân trọng những cái mà hai người đã cùng trải qua với nhau. Thật sự rất là xúc động vì... Và không phải không chỉ là mình em xúc động, mà em nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều xúc động trước cái tình cảm của hai người. Tiếp theo những cặp còn lại thì thực sự đây là, mặc dù là em cũng có theo dõi một số mùa, thì em thấy là rất là ít những cái cặp đôi mà tỏ tình với nhau. Và bữa cuối là cái bữa tỏ tình, nhưng mà hôm nay ở cái mùa của chúng ta lại có đến 3 cặp đôi. Thì đó là một cái sự thành công của chương trình khi mà đã làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Và em rất là trân trọng điều đó. Tóm lại là em rất là vui khi mà được tham gia một cái mùa Love House 13 ý nghĩa như thế này. Cảm ơn mọi người. Chị ôm em một cái được không? Một ôm quá. Có gì đâu, em sẽ tìm người tốt. Mạnh mẽ lên. Chị sẽ luôn bên cạnh em. 5, 6, 7, bắt đầu. Sẽ hồng và lớp hồng, sẽ thơ hồng và kết nhau. Yeah! Ngôi nhà chung mùa 13 đã kết thúc với cả nụ cười và nước mắt. Chúc mừng các cặp đôi Đông và Trâm, Trung và Nhu đã đến được với nhau sau 7 ngày tìm hiểu. Kaka và Đạt tuy không giữ được bí mật về mối quan hệ, nhưng cả hai đã có thêm dấu ấn khó quên trên con đường tình yêu của mình. Mong rằng khoảng thời gian tham gia ngôi nhà chung sẽ luôn là kỷ niệm đẹp với tất cả các thành viên. Love House ngôi nhà chung mùa 14, 8 con người xa lạ cùng bước lên một chuyến xe để đi tìm định mệnh của mình. Gì sẽ đến mỗi sớm mai, nghĩ trong đầu cuộc đời có bao lâu nên là sống vô tư.